Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn biết đến NTG Channel và các bạn muốn nghe chuyện từ đầu để hiểu cốt truyện, các bạn có thể kích vào kênh của mình và kéo xuống danh sách phát truyện chữ Đấu La Đại Lục để nghe chuyện từ đầu. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh hộ cho mình nhé. Còn bây giờ thì không dài dòng nữa, chúng ta sẽ đến với chủ đề chính của video ngày hôm nay thôi nào. Liên minh huyền thoại khoảnh khắc livestream, truy cập ngay NTG Gaming. Chi tiết dưới phần mô tả của video này. Đấu La Đại Lục truyện chữ phần 318, siêu cấp hồn thú thông minh tuyệt đỉnh tà thần phụ thể phần 2. Lúc này, ám ma tà thần hổ cuối cùng cũng bộc phát ra thực lực mạnh mẽ nhất của nó. Tà thần câu ở phía sau chợt rung lên. Từng đợt sóng gợn vặn vẹo xoay quanh thân thể của nó, mạnh mẽ cản trở tinh thần lực của Đường Tam tập trung. Đồng thời, cô hơi thở màu xanh tản mát ra trên thân của nó cũng đã biến thành một đạo quang mang màu xám. Trong nháy mắt lan nhanh ra vài trăm thước, bao trùm lên cả nó và Đường Tam. Rốt cuộc phát động rồi sao? Đường Tam khóe miệng hờn trách lên một chút. Ám ma tà thần hổ sau khi cảm nhận được uy thế của vô địch phong ba, rốt cuộc cũng đã phải phóng xuất xả lĩnh vực. Vòng kim sắc quang vực của vô địch phong ba biến mất. Chiêu này thi triển ra không phải là lúc nào cũng thành công. Ám ma tà thần hổ lần nữa phá vỡ chiêu công kích này. Có điều cho dù là vậy thì thân thể của ám ma tà thần hổ vẫn là thoáng bị trì trệ một chút. Thân hình của Đường Tam lao lên phía trước, tay trái vừa động, thân thể khổng lồ của ám ma tà thần hổ liền bị trầm xuống, trực tiếp rơi xuống mặt đất và liều mạng vỗ cánh mới khiến cho thân thể của nó đứng vững giữa không trung. Nhưng trọng lực cực lớn lại khiến cho thân thể của nó trở lên trì trệ hơn. Hải thần tam sao kích trong tay phải của Đường Tam lóe ra kim quang lóng lánh, thân hình quay về. Trong lúc đó, hoàng kim thập tam kích thức thứ hai Thiên Liên Vô Dung đã thi triển ra. Trong lúc đó, đám mây kim sắc đã tụ tập lại giữa không trung, hoàn toàn bao bọc lấy lĩnh vực của ám ma tà thần hổ vào bên trong, căn bản không cho nó cơ hội. Đồng thời thì Đường Tam lại lần nữa bộc phát sang một vòng bạch sắc quang vực. Bạch quang đón gió biến hóa, trong nháy mắt biến thành một màu huyết sắc, cùng gia nhập vào Thiên Liên Vô Du sát thần lĩnh vực phóng thích. Lại một tiếng sống vang lên, tiếng giống giận của ám ma tà thần hổ càng trở lên mãnh liệt. Từng tầng quang mang màu xám chung quanh thân thể của nó liền ngưng tụ thành hình cầu, nghênh đón hướng công kích của Đường Tam. Đây cũng là một kỹ năng hết sức cường đại của ám ma tà thần hổ. Tên của nó là ám ma tà lôi, đem tự thân ma lực cùng với tà lực hòa hợp thành một thể. Sau đó trong nháy mắt liền bộc phát ra uy lực khủng bố là phong lôi tà ba thuộc tính hỗn hợp công kích. Một loạt tiếng oanh vang lên giống như là tiếng sấm đánh cuồn cuộn. Tiếng oanh minh kịch liệt vang lên trong tiếng đấu lại xâm lâm. Tiếng nổ mạnh kinh khủng phá hủy lượng lớn cây cối ở xung quanh. May là các hồn thú ở khu vực phụ cận đã sớm bị hơi thở của ám ma tà thần hổ hù dọa chạy mất, mới không có bị tài bay vạ gió. Đường Tam sừng sững huyền phù giữa không trung, bên kia ám ma tà thần bị bắn ngược trở lại, đụng ngã không biết bao nhiêu cây đại thụ. Trên toàn thân có một loại tia chớp các màu vàng nhạt, không ngừng vang lên từng tiếng lổ đi đùng âm vang. Hiển nhiên va chạm vừa rồi khiến cho nó ăn bị dính không ít tù thiệt. Nói về tu vi, nó đúng là vẫn còn kém xa Đường Tam một bậc. Cho dù có thiên phú là dị bẩm cũng không thể ngăn cản được thần kỹ của Đường Tam. Bị Thiên Liên Vô Du oanh kích chúng, chẳng những là ám ma tà lôi toàn bộ bị đánh bật, ngay cả một tia tà khí cũng không thể công kích đến Đường Tam. Đồng thời thì bản thân của nó cũng đã bị kịch liệt chấn động, hơi thở bị Thiên Liên Vô Du xen lẫn hơi thở thần thánh đánh mạnh vào. Tia chớp màu vàng với hơi thở thần thánh và chạm cùng với năng lực lôi thuộc tính đã sinh ra một cỗ năng lực đặc thù đang không ngừng xâm nhập vào thân thể của nó. Từng ngụm chất lỏng màu xám phun ra từ trong miệng của con ám ma tà thần hổ. Đôi mắt đỏ như máu của nó tựa hồ là như ảm đạm đi vài phần, phủ phục ở ngoài xa, không ngừng thở hổn hển. Mỗi một lần thở dốc thì lại có một ngụm chất lỏng màu xám từ trong thất khiếu chảy ra. Đường Tam chuyển hải thần tam sao kích sang tay trái, tay phải chậm rãi giơ lên hướng về phía ám ma tà thần hổ. Biến hóa kinh người hiện ra, từng phiến long lân xuất hiện ở bên lớp da phía trong quần áo của Đường Tam, cơ nhục nhanh chóng giãn ra, đầu ngón tay biến thành lợi chảo. Đúng vậy, dấu hiệu long hóa. Thanh sắc quang mang trào dâng trên cánh tay phải của hắn đang hóa thành chảo hình, rất nhanh ngưng kết lại thành một cỗ làm sắc khắc quang là mênh mông. Đồng thời tinh thần lực của Đường Tam cũng hoàn toàn tập trung tại trên ngực của ám ma tà thần hổ. Cái này gọi là sư tử vô thỏ cũng không phải là dốc toàn lực. Mặc dù nhìn qua thì ám ma tà thần hổ đã bị thương nặng, nhưng mà Đường Tam vẫn không có chút buông lỏng nào. Hắn đang định sử dụng kỹ năng hạn chế cường hãn của mình, Thiên Thanh Chỉ Độn Thần Trảo, để hoàn toàn tập trung giành chiến thắng. 4 giây thời gian dừng lại trong chiến đấu bình thường, mặc dù có thể khiến cho đối thủ nắm bắt lấy sơ hở, nhưng mà lúc này ám ma tà thần hổ lại đang bị thương nặng, lại đang ở ngoài cả trăm thước, là muốn đánh tới là rất khó khăn. Càng huống chi khi mà ngưng tụ Thiên Thanh Chỉ Độn Thần Trảo, chính Đường Tam cũng không để cho đối thủ dễ được lợi. Quả nhiên, ám ma tà thần hổ cảm giác được hơi thở của Thiên Thanh Chỉ Độn Thần Trảo, ánh mắt ảm đạm lại một lần nữa trở lên sáng ngời, rít cả một tiếng, cố nén vết thương đau nhức mà vọt tới chỗ Đường Tam. Kỹ năng chạy nước rút của nó lại lần nữa được phát động. tựa như là ảo ảnh, trong khoảng khắc đã vọt tới trước mặt của Đường Tam. Tới tốt lắm! Đường Tam hét lớn một tiếng, cánh tay trái của hắn cũng đồng thời bành trướng lên, hai thần tam sóng kích trong tay chỉ về phía trước. Vô tận tiếng kêu bộc phát ra từ trên thần kích, một loạt cỗ kiểm sắc quang cầu trong nháy mắt từ lưỡi của hải thần tam sóng kích phóng thích ra khí thế bá đạo cường hãn, hóa thành một cột sáng kinh khủng màu vàng nghênh đón phía thân thể khổng lồ của ám ma tà thần hổ. Một tiếng sầm vang lên, ám ma tà thần hổ lại kêu sống một tiếng, thân thể lần nữa bị đánh bay lên. Lần này ngăn nó lại chính là đối thủ của nó, Thái Thản Thương Khung Phá của Thái Thản Cự Viên Nhị Minh. Có điều thực lực của ám ma tà thần hổ này quả thật là cường hãn, thân thể cũng kiên cường dẻo dai đến mức là khiến cho người khác phát cáu. Dưới tình huống bị trọng thương, lại trực tiếp cùng với Thái Thản Thương Khung Phá và chạm, nhưng vẫn chỉ là tăng thêm vài phần thương thế mà thôi. Nhưng vào lúc này, Thiên Thanh Chỉ Độn Thần Trảo của Đường Tam cũng đã xúc thế xong, thanh lam sắc cự trảo từ tay phải của Đường Tam phóng ra, đón gió mà biến lớn, trong nháy mắt chụp tới thân thể bị đánh bay của ám ma tà thần hổ. Chỉ cần một chảo này thành công, như vậy 10 giây chỉ trệ thời gian đủ để làm cho Đường Tam hoàn toàn hủy diệt con ma thú đáng sợ này. Nhưng ngay lúc này, Đường Tam đột nhiên phát hiện ra cánh tay phải của mình không có lý do gì mà tự nhiên lại hơi co quắp lại một chút. Thân thể vừa mới thả lỏng của hắn lập tức là bị cứng lại. Sự co quắp rất là nhỏ này phát ra từ hồn cốt, giống như là Đại Minh muốn nhắc nhở hắn điều gì đó. Chẳng lẽ nói ám ma tà thần hổ đã bị thương nặng như vậy là vẫn có sức hoán thủ hay sao? Mắt thấy Thiên Thanh Chỉ Độn Thần Trảo sắp bổ vào trên người của ám ma tà thần hổ, thì đột nhiên tà thần cầu đã lẳng lặng không tiếng động vung lên từ phía sau lưng của ám ma tà thần hổ. Tà thần cầu một lần nữa biến thành màu đen, bộ dáng hình móc kia cũng xảy ra biến hóa. Thần cầu uốn lượn trong nháy mắt đã biến thẳng, giống như là một cây gai nhọn, nhẹ nhàng đâm vào chính tâm của Thiên Thanh Chỉ Độn Thần Trảo. Chỉ trong nháy mắt khi mà song phương tách ra, thì Đường Tam có cảm giác là đã mất đi khống chế đối với Thiên Thanh Chỉ Độn Thần Trảo. Sau một khắc, Thiên Thanh Chỉ Độn Thần Trảo đã hoàn toàn bị nghiền nát, hóa thành một chút thanh lam sắc quang mang tiêu tán ở không trung. Thực lực của Đường Tam mặc dù cường đại, nhưng sau khi liên tiếp phóng ra vài kỹ năng khủng bố đó, bản thân cũng cần phải có thời gian hồi sức. Mà lúc này đây, hai mắt của ám ma tà thần hổ lại là đột nhiên từ đỏ như máu biến thành màu lam sắc. Nhìn qua phảng phất lúc này của nó chính là một bản sao của Chu Trúc Thanh với võ hồn chân thần U Minh Linh Miêu. Vẻ mệt mỏi lúc trước đã hết sạch, cỗ khí lưu màu xám hoàn toàn biến thành màu đen, mang theo thân thể của nó giống như là một cụm mây đen kích thẳng về phía Đường Tam. Nhìn thoáng qua thì không phải là nhanh, nhưng mà khi nó đánh tới thì cái tà thần câu đã hóa thành tà thần thứ gai. Một điểm hắc quang trong nháy mắt xuất hiện tại điểm chính giữa của nó và Đường Tam. Hắc quang mãnh liệt trong nháy mắt bộc phát ra, biến thành một cái lỗ đen đường kính là 3 thước. Khi Đường Tam bị ám ma tà thần hổ dùng tà thần đâm xuyên Thiên Thanh Chỉ Độn Thần Trảo, thì rốt cuộc là cũng hiểu ra là đã bị nó lừa. Con hồn thú đặc biệt này không nghi ngờ vẫn là đang tính toán từng nước. Sau khi phát hiện ra thực lực không bằng Đường Tam, nó liền chờ cơ hội. Chiêu thức Thiên Liên Vô Du nhất định là đã làm thương nó, nhưng mà Thái Thản Thương Khung Phá thì chưa chắc. Thiên Thanh Chỉ Độn Thần Trảo lại càng bị phá vỡ, mà sau khi thi triển ra tam đại kỹ năng thì hồn lực của Đường Tam cũng đã bị gián đoạn trong thời gian ngắn ngủi. Ám ma tà thần hổ đã lắm đúng thời điểm này, bộc phát ra toàn bộ thực lực mà phát động phản kích. Đường Tam hiểu rằng hắn đã phạm hai sai lầm. Thứ nhất là không nên dùng công kích bằng kỹ năng của Thái Thản Cự Viên và Thiên Thanh Nhiều Mãn. Hai cái kỹ năng này ám ma tà thần hổ đã quá quen thuộc. Thứ hai chính là không nên xem thường cái tà thần câu vẫn là luôn lắc lư phía sau lưng của nó. Rất là rõ ràng cái đuôi này mới là vũ khí công kích cường đại nhất của nó. Chẳng qua Đường Tam mặc dù là mắc mưu của ám ma tà thần hổ, nhưng với sự cẩn thận vốn có, hắn làm sao lại không lưu lại cho mình một đường lùi cơ chứ. Khi căn tà thần câu của ám ma tà thần hổ bắn ra một điểm hắc quang, thì Đường Tam cũng đã phát động ra phản kích. Phản kích cũng không phải là nhắm vào điểm hắc quang kia, mà là nhắm vào bản thể của ám ma tà thần hổ. Một cỗ quang mang màu lam tím trong suốt chợt lóe rồi biến mất giữa không trung. Tinh thần vừa mới phấn chấn, ám ma tà thần hổ nhất thời kêu lên một tiếng thảm thiết. Vầng hắc quang chung quanh thân thể hắn nhất thời bị nổ tung rồi nghiền nát. Đường Tam là công địch để tự cứu mình, phóng thích ra tinh thần lực công kích cường đại của Tử Cực Thần Quang. Hắn vẫn luôn đem Tử Cực Thần Quang lôi ẩn vào bên trong để phòng ngừa vạn nhất xuất hiện ra tình huống xấu thì vẫn nghĩ kịp ứng biến. Lần này quả nhiên là phát huy ra tác dụng, đã đánh trúng ám ma tà thần hổ một lần. Có điều mà Đường Tam không nghĩ tới chính là Tử Cực Thần Quang không ngờ cũng là chỉ khiến cho tầng hắc quang chung quanh thân thể của ám ma tà thần hổ bị nghiền nát mà thôi, vẫn không thể chính thức gây thương nặng cho nó. Một loại cảm giác cực kỳ là bất ổn trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân. Một cái lỗ đen rộng đến 3 thước đột nhiên truyền đến hấp lực khổng lồ. Đường Tam vừa mới sử dụng ra đại lượng hồn kỹ cùng với tinh thần lực công kích cũng không kịp ngăn cản được cỗ hấp lực cường đại, bị trực tiếp nó hút vào. Còn ám ma tà thần hổ cũng đồng dạng bị hút vào trong lỗ đen kia. Cả Đường Tam và ám ma tà thần hổ đều cực kỳ là am hiểu bày mưu tính kế. Đường Tam do không quen thuộc với kỹ năng của ám ma tà thần hổ cho nên vẫn là bị tổn hại. Kỳ thật nếu như mà lúc trước Tử Cực Thần Quang của hắn kịp công kích vào hắc cầu khi chưa kịp khuếch tán, thì lỗ đen căn bản là cũng không thể được sinh ra. Mà Amata Thần Hổ sau khi phát sang một kích này thì cũng đã là xả cờ lỗ vấn, chỉ có thể là tùy ý mặc hắn chém giết. Là do Đường Tam đã tự tin thái quá cho nên phải công kích để tự cứu thân, vốn định hủy diệt bản thể của Ám Ma Tà Thần Hổ, nhưng không ngờ được là Ám Ma Tà Thần Hổ tại thời điểm cuối cùng lại phát động ra một kỹ năng cuối cùng của nó. Thân mình của nó đã được kỹ năng bảo vệ từ cực thần quang của Đường Tam, mặc dù là uy lực đủ cường đại nhưng mà cũng chỉ là phá vỡ kỹ năng bảo vệ của nó mà thôi, vẫn không thể gây tổn thương đến thân thể của Ám Ma Tà Thần Hổ. Nhưng Ám Ma Tà Thần Hổ cũng không may mắn gì, sau khi lớp phòng ngự bên ngoài của nó bị từ cực thần quang phá đi, nó cũng đã không thể dựa vào kỹ năng bảo vệ để giải trừ uy lực kỹ năng này, cũng đồng dạng là bị hút vào lỗ đen. Ám Ma Tà Thần Hổ trở thành hồn thú khó đối phó nhất đối với Đường Tam từ trước tới nay. Chả nhẽ Đường Tam lại không phải là hồn sư nhân loại khó đối phó nhất đối với nó hay sao? Chung quanh tất cả đều lâm vào trong bóng tối, Đường Tam chỉ cảm thấy thân thể của mình nhẹ nhàng không chịu bất kỳ áp lực nào. Điều khiến cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là hồn lực ba động giống như là đang mỗi lúc một yếu đi, thân thể cũng như xuất hiện ra biến hóa kỳ dị. Ở trong thế giới hắc ám này, hắn dốc toàn lực thúc giục Hải Thần Ánh Sáng, nhưng mà dấu ấn trên trán của Hải Thần Tam Sơ Kích lại không có chút phản ứng nào. Tinh thần lực của hắn cũng là bị áp chế hoàn toàn. Làm sao có thể như thế này? Rốt cuộc thì đây là kỹ năng gì? Tại sao lại phát sinh ra loại hiệu quả như thế này? Lần đầu tiên trong thâm tâm, Đường Tam có chút luống cuống. Bỗng đột nhiên xung quanh chợt sáng rực lên, cảm giác đứng vững trên mặt đất chuyển đến. Đường Tam kinh ngạc phát hiện hắn đã lạc vào trong một không gian kỳ lạ, nơi này giống như là một cái lồi đài. Thoạt nhìn thì là hình vòng tròn nhưng mà lại rộng lớn mênh mông. Trên bầu trời không có mây, thái dương và các vì sao chỉ có vô tận hắc ám, mà cô ánh sáng thì lại được phát ra từ chính lồi đài. Cảm giác áp lực khiến cho Đường Tam cũng dần dần mất đi sự tỉnh táo, nhưng mà ngay lúc này đây, hắn cũng đã nhìn thấy đối thủ. Điều khiến cho hắn có chút kinh ngạc chính là đối thủ tự nhiên là đang biến hóa. Ám Ma Tà Thần Hổ đang ở ngay trước Đường Tam khoảng 30 thước, lúc này cũng đang nhìn hắn chằm chằm. Chỉ là cặp hổ nhãn của nó lại tràn ngập sự phẫn nộ, không ngừng phát ra một tiếng rít gào. Không hề có sự tỉnh táo như lúc trước. Vốn thân thể của Ám Ma Tà Thần Hổ dài chừng là 8 thước, vô cùng là hùng tráng. Mỗi khi hai cánh sau lưng của nó giang ra là có cảm giác long trời lở đất. Nhưng lúc này đây, nó không những là đã mất đi hai cánh sau lưng mà ngay cả cái đuôi cũng đã biến thành chiếc đuôi cọp bình thường. Tà thần câu thậm chí là còn nhỏ đến mức là thảm thương, một điểm năng lượng ba động cũng không có. Mà thân thể của nó càng là đã trở lên chỉ là dài có thước rưỡi, so với lúc trước rút nhỏ rất là nhiều. Nếu như lúc trước vô cùng là lành ác thì hiện giờ con Ám Ma Tà Thần Hổ này thoáng nhìn lại là có vẻ vô cùng đáng yêu, giống như là một con mèo lớn màu đen. Còn Đường Tam trong lúc vô ý thức nhìn lại thân thể của mình, chính mình thì cũng không khỏi sợ đến ngây người. Đường Tam chứng kiến thấy Ám Ma Tà Thần Hổ thu nhỏ lại còn cảm thấy rất là buồn cười, nhưng mà khi hắn nhìn lại thân thể của chính mình thì tuyệt đối là không cảm thấy buồn cười chút nào, bởi vì lúc này người của hắn đã nhỏ đi rất là nhiều, hình dạng thân thể chỉ cao chừng là trên dưới 1,2 thước. Nhìn qua toàn thân đều thu nhỏ lại, ngay cả quần áo trên người cũng tùy ý mà thu nhỏ lại theo. Nhìn qua có lẽ cơ thể của mình đã trở về trạng thái lúc 6-7 tuổi. Nhưng điều làm Đường Tam cảm thấy hoảng sợ nhất là không chỉ có những sự biến đổi về cơ thể. Ngoại trừ Hoàng Kim Tam Sao Kích đang cắm ở trên mặt đất ra, thì hồn lực lúc này cũng đã giảm xuống ở mức bản thân mới 6-7 tuổi, còn chưa đột phá cảnh giới đầu tiên. Ngay cả hai võ hồn là Hạo Thiên Trì cùng với Lam Ngân Thảo đều chưa giác tính, chỉ có một chút Huyền Thiên Công lồng cạn mà thôi. Phản lão hoàn đồng, Đường Tam dùng sức nuốt một ngụm nước bọt. Rốt cuộc đây là hồn kỹ kỳ quái gì của Ám Ma Tà Thần Hổ? Như thế nào mà bản thân của mình cùng với thân thể nó đều trở lên nhỏ như vậy? Còn có thể quay lại như trước được hay không? Thân thể không có khả năng di động, dường như là bị một nguồn năng lượng kỳ lạ phong tỏa. Tất cả hồn kỹ, kể cả năng lực cùng với hồn cốt cũng không có cái nào sử dụng được. Hắn bây giờ chính là Đường Tam của 5-6 tuổi, khi mà võ hồn còn chưa thức tỉnh. Thanh âm kỳ quái đến từ 4 phương 8 hướng vang lên, hoan nghênh đến với Sinh Tử Tràng. Nếu như đây là lần đầu tiên anh em biết đến với NTG, anh em muốn nghe chuyện từ phần 1 để hiểu cốt truyện, thì anh em có thể lên YouTube và gõ từ khóa NTG Reaction, ấn tìm kiếm, ấn vào trong trang chủ của mình. Anh em có thể kéo xuống danh sách phát truyện chưa Đấu La Đại Lục. Anh em có thể nghe từ phần 1 đến phần 213 và tiếp theo là phần 214 trở đi. Và tất nhiên rồi, tập truyện ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó thế nào? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhá. Và các bạn cũng đừng quên đón chờ chuyện chưa Đấu La Đại Lục phần tiếp theo sẽ được phát sóng trực tiếp tại kênh channel NTG và trực tiếp kênh NTG Reaction. Cuối cùng thì mình NTG xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin phép hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.